di đà Phật, Nam mô A 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 Di Đà Phật, cứ neo từng người đi thẳng, thẳng đi thẳng đi thẳng lên đi thẳng vào xong ông ra chính giữa ông đứng đợi ở đây bác thợ lên ông cầm cho cái đèn lên đây này đây đây lên cái kèo ở chính giữa ông đây đầu đi lên ông em hất cái dây điện sang bên về về bãi dây điện nói đấy trên đấy nhưng mà anh cứ vào lên gần giữa đi sẽ có người hướng dẫn cho đấy. Nói xong là có pháo là công đừng giật mình nhá. Nói trước sẵn thế có xong rồi có pháo đấy. Pháo này thôi chứ mà pháo đốt đấy đâu. Không, có pháo điện, có điện. Tốt mà. Đứng hai bên nhé. Pháo đứng hai bên nhé. Dây điện này hỏi ông ở dưới trong đấy. Họ hỏi người dưới đấy. Tuấn ơi. Tuấn. Tuấn ơi, ra chính giữa đi. Sang sang này, em sang này đi. Em sang này đi, đứng gần vào chỗ ông. Xã ơi. Gọi xã ơi. Bốn người thợ vào bốn góc đấy, vào bốn vị trí đấy. Sao đây không phích à? Hai người pháo ở kia lưu ý nhá, ngồi cẩn thận nhá, ngồi hẳn xuống đấy, ngồi hẳn xuống đấy, ngồi hẳn xuống đấy. Quay mặt về phía đông, quay mặt về phía đằng này. Quay mặt đấy, tập trung pháo vào giữa, tập trung pháo kia chéo vào giữa. Cái này ngồi ở đâu rồi nhỉ? Pháo bên đây ngồi đâu? Ngồi hẳn xuống đi. Ngồi quá bên kia đi. Ngồi quá sang bên kia. Sang bên này. Đừng ngồi nắp nhá. Còn ngồi bắt một này. Sang bên này. Ngồi chỗ này chắc chắn. Cho ngồi hẳn vào cái chân trụ đấy. Đấy cho chắc chắn rồi. Rồi đấy. Đấy rồi. Làm được rồi không? Không chưa nhỉ? Đã chuẩn bị đã xong chưa? Hả? Hả? Bốn người đâu của ông đâu chưa có à? Chưa có bốn người à? Thế thì bây giờ hai người của bên đây đi nên có đến giờ hai người à? Điều ra hai thanh niên lên không thôi không rồi thao với thợ quân đi à? Đằng sau lên trên đi lên lên quẻ lên trên đi lên đi đằng sau lên sau ai nữa chưa vợ khỏe lên trên đi ai nữa bảo luôn nên Đức có đấy không nhỉ? Phi kìa. Phi đâu ấy? Phi đâu rồi? Thế nên nào chưa vợ khỏe lên trên đi. Chưa vợ nhỉ? Đức ơi, Đức ơi. Đi đằng sau, đi đằng sau lên đằng trên. Đức đi đằng sau lên trên. Đức lên sau đi, đằng sau có thang đấy. Hôm nay anh em lên đi. Đằng sau có thang. Không kia được rồi. Không, cái thợ làm mày lấy sao? Riêng cái việc này không cho tôi làm. Cái việc đấy thợ người ta làm mà đã được chỉnh cho mình làm sao? Một người đi thẳng bên này. Đấy, quân đi thẳng đấy lên, Đức đi thẳng cái bì lên. Cứ bình tĩnh. Một Giang chỉ huy đi, có hai thanh niên hỗ trợ đấy. Ở bên này thì ai đứng cho chắc chắn nhá, anh em tất cả đều được chắc chắn nhá, gỗ nặng đấy. Người bên này đâu. Một người sang bên này đi. Này, một bên hai người đi. Mỗi bên hai người đi. Giang đứng hẳn sang bên này đi để cùng khiêng cái nắp lên chứ. Một người sang hẳn đầu bên này để cùng khiêng cái nắp lên chứ. Đứng chắc chắn nhá. Đứng sang hẳn bên này để cùng khiêng cái nắp lên chứ. Đứng sang bên này, đứng sang hẳn bên này đi. Từng là
đứng sang hẳn bên này đi. Có chắc chưa? Bên gì này? Qua hẳn sang đầu bên này đi. Đấy, qua hẳn sang bên đầu bên này được rồi. Lưng hẳn cái đó. Đấy, để nâng hẳn cái nóc lên cơ mà. Cầm, đấy. Được chưa? Bốn người cầm hai, bốn đầu xào lưng nóc. 2 3 bắt đầu. Lưng lên, bắt đầu. Ông Ngọc thờ tay vào, đặt vào. Ngọc lưng hai tay chứ. Ngọc hai tay vào. Được chưa? Được chưa? Rồi. Trên đỉnh. Cái gỗ ở trên đấy để cẩn thận không có nó rơi xuống dưới. Cái gỗ khác ấy để cẩn thận mà. Được chưa? Được rồi gì? Được chưa? Bây giờ như vậy là xong rồi gì? Xong rồi thì tất cả ngồi bám vào vị trí cẩn thận nhé, chuẩn bị. Chuẩn bị ơi, pháo ơi. Ngồi trong, ngồi trong. Bên trái ngoài cùng này là không có lên rồi. Lên rồi, lên một ít rồi. Quả nó lên rồi. Cái hoa lên tắm điện à? Tuấn ơi, xem quả pháo ngoài cùng này xem mà tốt chưa, tốt rồi. Xem quả pháo ngoài cùng này. Xem còn thuốc không? À hết rồi. Rồi, thế nhanh. 2, 4, 4. Không, đây quả này lên rồi, khoái lên rồi này. Lên rồi nhưng mà có thuốc. Xin quả không, không phải xin mà nó mới yếu đấy, xem đấy rồi. Lưng tôm đấy, lưng tôm già làm sao mà bây giờ cụ này còn trẻ 80 rồi chết dở, vướng quần, vướng quần vướng áo, đấy mới có tời lên, cẩu cẩu lên, ba lăng, mát cả hôi chuyện đùa đấy. Đâu 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 đâu
Tục thế là xong rồi hạ lễ, tục là xong rồi hóa vàng. Thế thôi. Hai phân thôi mà. Không đủ được đâu, không đủ. Không đủ được tất cả. Đấy đâu dài đủ. Thế này thôi chứ làm sao không đủ. Không phải nhiều, không phải dài đâu. Không phải dài đâu, 10 phân 1 thôi mà. Làm gì nữa, mỗi người một tờ này và một cái Dương lại cầm vai, Dương lại cầm vai. Cái đèn pin này đâu nhỉ? Cái đèn pin nó bắt thợ nó cầm. Chả đâu nhỉ? Đèn pin này còn đi xuống này. Rồi ông ra ngoài trong khuất. Chia cho mút rồi một đợt. Tung tiền này. Tùy chỗ thôi. Cái khơi khăn đây này. Bây giờ khơi đây. Mời các mà trong cái này giúp việc. Rồi. Dài đây. Không được. Thừa hơn cái thanh niên kìa, bằng B. Dạ. Thanh niên.